hình nhà pháp sự nghệ vị đồng giá tín chủ hộ quỳ cung minh nhà chư vị tam phủ thánh hiền phổ cập ngũ phương mục chúa ngũ ba chiêm ngưỡng đại thừa diện khai khoa giáo chuyên đàn ta
chú biến thập bằng tư pháp thủy định thử phàm trần giao hữu tịch huế chất ôn cần đương chỉ tục tất tế giao duyên định để thất câu chi hà tinh sinh tác đời chất đề dĩ đường tử thi giao hộ tháp bồ tát đà đập tam mèo tam bồ đà câu chi năm đát việt tam triết lệ chi lệ lời thất thiện pháp giới quang tăng viên nguyện tội thiếu viên hòa được hóa hồng viên tháp mô thanh lương viên đồ bạc hà tháp mô thanh lương viên đồ bạc hà tháp mô thanh lương viên đồ bạc hà tháp mô nô hữu phút đồ nguyên yêu nhớ vô cửu thiên ngọc tràn đăng minh thùy diệm huỳnh hoàng ư tam giới di kim phần hương kiện thành cúng giang thập phương vô lượng thượng trụ tam bà bảo hương cúng giang thiên phủ chí tôn hiệu thiên kim vương quyết ngọc hoàng thượng đế đông cực thanh hoa đài đế nam cực trường sinh đài đế tây cực hiệu định đài đế bắc cực tử vi đài đế thiên phủ chư thiên nhiệt đà tào thanh chúng cúng giang địa phủ chí tôn bắc âm phong đô đài đế diêm la thiên tử thập điện đinh vương địa phủ chư ti nhất thiết thanh chúng cúng giang thủy phủ chí tôn phù ta cam năm đại đế thiên long chúa bát hải long vương cửa giang tứ độc thủy tề đồng đình thủy phù long tinh nhất thiết thanh chúng phổ cập minh ti chúa tề thập nhị ta quan khảo lượng công đức trưởng ba tào quan khảo vấn tư tùng
Điện lục tào quan chú sinh chú từ an ba tào quan kiểm sát thuê phúc thiện ác tào quan kiểm điểm khám hình mục khảo luận tào quan âm cảnh chư ti nhất thiết thanh chúng cặp tiền sinh si mất thế hoan ra trái chùa phùa mạnh kiếm tài cửu thủ chấp đối đẳng hồn ra đường hương hỏa biến cần tông thân môn thừa hồ uy cấm kỳ đẳng thân nhất thiết uy linh đồng thủy chiêu hòa gia âm mơ tư thần đệ tử cần tấu vì Việt Nam quốc Bắc Ninh tỉnh gia bình huyện Thái Bảo xã Vạt Ti thôn nghệ y vu tam phủ linh từ sứ cư thượng phục Phật thanh hiến cung hạ thiên tu thiết đàn duyên kinh sư dự tiếp phát hành quan điệp thỉnh Phật tuyên kinh cùng linh tam phủ cắt đoạn phân tài giải oan thích kết khai phương phá hộp phóng sinh tu phúc báo đức thù ân phổ độ tổ tiên luyện hóa minh y trợ thí cô hồn tập phúc vinh tường giải chư vận hạn nguyện kỳ tổ tiên âm giới siêu thăng cầu dương môn cát thanh lộc tài vượng pháp thương mại hành thông công danh hiển đạt nguyện cầu âm dương quân an lợi lạc ngã sử có kim ma thần là trai chủ nguyện văn nó hùng thế trần thị hạnh hiệp thừa thân mẫu nguyện thị hà phát hữu thân trị nguyễn thị hương đào thị hoa nguyễn thị huê đại diện cùng toàn thể các anh chị em các con các cháu nội ngoại tộc gần xa đồng toàn thể dương môn quyến nữ đẳng tinh trí kỳ vì tư bằng bốc xuất chi trí ngôn nữ kỳ gia môn kiếm vượng nhân vật tiểu linh hốt tao yếu hại nữ kỳ gia nội bất an kim bằng bốc xuất do vì tổ tiên đào tổng đường đường đẳng đẳng các chư vị chân linh tinh tam thế điển khiến các quan gia trái chủ phụ mệnh kiếm tài kiều thù chấp đối đẳng chư hoạch hồn nội bị quá khiến vọng quá hành tố tôn hoặc tòng đắc tiếp thẳng cập kim sinh kiểm kỳ tội y chiếu kỳ quan quyết kỳ hình nhi đối kỳ tụng đa đa nghiệp trước nhất nhất thiên phiêu an phát phân minh vô di hào phát cung bằng đại giác hải thiết thông nghi tấu thượng đế dị giao thông thỉnh minh vương nghi độc giám tam quan đại đế lục viện tào liêu chiếu nghiệp kiếm sĩ phân minh cứu khổ nguyên nhi biện bạch cha khác tổ tiên hiện tấn câu lai hoàn trái đẳng hồn áp phó đàn duyên đối đồng phân giải tục hoặc vô hoặc hữu trương thiện ác sĩ vô tư tội nhược trọng nhược khinh lượng tiêm hào như bất thắc phục vọng hồng tư luận tranh đại đức bàng đà xa lưỡng bạn dĩ hòa hưu cứu đẳng hồn chi siêu độ khám thức tình nghi tục tức mãi tỷ vô biên nghiệp trướng đoạn trừ dĩ giải như tội dĩ tiêu sử nhất thiết thiên triền đôn thích linh vương quân lợi phúc huệ hàm săn thượng vọng thành thông phủ lâm pháp tịch giao hữu triệu thỉnh sơn môn khẩn đương chi đồng thành thân triệu thỉnh phương hoa thịnh à nhất tâm còn phụng 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 nghi à thịnh à uy quang sĩ thịnh trần trần sai sai hiệu từ tôn công đức trang nghiêm đặng đặng uy uy sừng sừng giao uy à chủ à thập phương vô lượng thường trụ tam bảo nhất tiết chư Phật Bồ Tát duy nguyện hoằng thủy lân vận quảng bá từ bi thỉnh giáng đạo tràng chứng minh công đức nhà hoa thịnh nhà hoa thịnh nhất nhất đi nhất tâm phục thịnh đà la giáo chủ kim sĩ ma cương đại thánh đại từ linh cảm ngũ bách danh quan thế âm bồ tát tái thỉnh hoan thân
thân bình đẳng nhân ngã câu vong đại thánh phổ quang giải oan kết bồ tát cập tá hữu trợ giáo giải trệ hòa quan xứ a già suy a nguyện bất vi bản thể lớn vạn hữu tình gian có đàn tràng thủ tư cũng già hương hoa thịnh diều huyền cung đao lời chung cung đáng đáng giao đài thông bình hán cung gì thiên phủ chia tôn cao thượng hiệu thiên ngọc hoàng thượng đế tam thập tam thiên thiên đế vô sắc giới trung tứ không tứ thiên thiên đế sắc giới tứ thiền nhất thập bát thiên thiên đế dục giới thiên trung lục thiên thiên đế thiên phủ chư ti nhất thiết thanh chúng duy nguyện tế khổ lưu ân hiếu sinh ba đức giang phó đạo tràng thủ tư quốc giả hương hoa tình hương hoa thịnh nhất nhân đi nhất tâm phục thịnh liêm la điện thượng vọng kỳ hiệu tội ưu tử vương địa phủ đại thiền đoạn tứ thân đoan người thành đế cung duy địa phủ chí tôn bắc âm phong đồ đại đế ngũ nhạc ngũ thiên thạch đế minh phủ thập điện minh minh vương phó cập lục viện thượng thư giám bạn tào quan khảo lượng công đức ký định tào quan xa khám từ tùng điện lục tào quan chú sinh chú tử vận ách tào quan kiểm sát tội phúc thiện ác tào quan điểm khám hình ngục khảo lượng tào quan địa phủ chư ti nhất thiết thánh chúng chúng duy nguyện xá khiến trừ qua tức khổ đình toàn giang có đạo tràng thủ tư cũng già hương hoa thịnh hương hoa thịnh chí tâm còn bái thịnh tinh cũng hiểu hoàng thi hoài hải chi ân ba bối quyết trùng trùng nội tế ra hoài chi ân đức trạch cung duy thủy phù chi tôn phù ta cam lâm đại đế thiên long chúa bát hải long vương cửu giang tứ độc hoài hải long vương thủy tề đồng đình tinh cung thủy giới thủy phù chư ti nhất thiết thanh chúng duy nguyện tiêu tai giải ách xa quá trừ kiên giáng phó đàn chẳng thừa tư cũng giảng hương hoa thịnh nhân hoa thịnh nhất tâm con phục nghi thịnh hoa quả sơn trung thủy liêm độc lý thăng thiên nhập địa thập huyền thập diệu đức nan lượng đạt thánh thông thần vạn pháp vạn linh công mạng trang nghi thần đệ tử con cung thịnh tề thiên đại thánh lão tổ thiền sư cảm ứng hộ tạng phật đa la vương bồ tát duy nguyện quảng thủy diệu lực quảng vật thần thông thỉnh giáng đàn tràng chứng minh công đức nhà hoa thử nhà hoa thỉnh nhất nhân đi phục thỉnh thần thông ách dịch hiền uy linh đại thánh ô sô sa ma quân trả lời đại minh vương hóa luân huế tích kim cương đại dụng mạnh kim cương tô tất xà la minh vương phẫn nộ minh vương quyền minh vương câu minh vương kế diệt minh vương tỳ ma minh vương nhiệt cha minh vương tân nghiệt minh vương thiết lãnh minh vương thương yết minh vương vi nhã minh vương mục giả minh vương nhất thiết kim cương chư tôn thanh trúc duy quyền hoàng thùy phương tiện quảng vận thần thông giang có đàn tràng chứng minh công đức hương hoa thịnh hương hoa thịnh nhất tâm phục thịnh họ chỉ phật pháp hàng cục ma quân cung thịnh đông phương đề đầu đài cha đài thiên vương nam phương tiền đầu nặng cha thiên vương tây phương
Tìa Lâu Bác Cha Đài Thiên Vương Bắc Phương, Tìa Sa Môn Đài Thiên Vương Tuy Như Chư Quyến Thổ Duy Nguyệt. Sân sân tìa tập tế tế này lồng giáng phó đàn tràng, chứng yêu mình cùng đức hương hoa thể. Nhà hoa thịnh à, nhất tâm con phục mì thịnh à. Đông phương thanh đế linh quy lương thần môn hạ cư vu chân địa tam phi thiên quân hiểu vi mộc đức chi thần quyền trận trận đông phương chi chúa à, quan tái thỉnh nam phương xích đế xích phiêu nộ thần môn hạ cư vu ly địa cửu ý thiên quân hiểu vi hòa đức chi thần quyền trận nam phương chi chúa phổ thỉnh tây phương bạch đế bạch chiêu cự thần môn hạ cư vu đoài địa thất khí thiên quân hiểu vi kim đức chi thần quyền chân tây phương chi chúa à. Quan tái thỉnh bắc phương hắc đế hiệp quang khí thần môn hạ cư vu khảm địa nhất khí thiên quân hiểu vi thủy đức chi thần quyền chân bắc phương chi chúa thần đệ tử cung thỉnh trung ương hoàng đế hàm khu nữ thần môn hạ cư vu quái địa vũ khí thiên quân hiểu vi thổ đức chi thần quyền chân trung ương chi chúa duy nguyện ngũ phương linh liệp ban quái phương phù vạn lý đồng khai thứ sử hữu tình lai lâm pháp hồi hương hoa thịnh hương hoa thịnh nhật nhật đi nhất tâm phục thịnh tận hư không nguyên pháp giới tam thiên đại thiên vô biên sát hổ quỷ thần tập trung phục thịnh đông phương phong lôi địa ngục nam phương hỏa sa địa ngục tây phương lao sơn địa ngục bắc phương hàn băng địa ngục trung phương ly lê địa ngục phất sa địa ngục phất thủy địa ngục ác nhĩ địa ngục hoạch thang địa ngục thiết sản địa ngục hạp thạch địa ngục bắc bì địa ngục xúc xích địa ngục đao sơn địa ngục thiết ma địa ngục a tỳ địa ngục thiết thủy địa ngục thư trùng địa ngục dương độc địa ngục cực giải địa ngục linh thân địa ngục đáo huyền địa ngục gia tỏa địa ngục bạc thiệt địa ngục hóa khách địa ngục quý tâm địa ngục huyết hồ địa ngục bát đàn bát nhiệt địa ngục a bàng bát diện ngục tốt yêu đầu dạ xoa la sát ngục quan ngục lại a dịch đê mẫu tiêu diện quỷ vương bà la môn thiên hà sa ngã quỷ tam đồ bát nạn thụ khổ chúng sinh thủy phủ sơn lâm dương nam lâm giới phi bạch ác quỷ vô chủ vô hồn nhất thiết mục nội đẳng trúc duy nguyện trượng thừa phật mục lai lõ pháp duyên thị giả kim thời lịch chiêm công đức hương hoa thịnh Phật đắc đạo thần thông chư tướng chư ti tốc hội đồng Phật ngự liên đài huy sắc tướng thánh lâm bảo điện Phật oai hùng kêu a dân sợ thế tai từ mắt phụ chính trừ tà hải trí công tật tốc tùy cơ lai khó cảm phi xa tàu thành giáng á đạt trung ba chư thánh quy linh chư tỳ chư phủ chư dinh chư quân chư tướng chư binh hội đồng là tốc lai giáng hạ đàn chư giáng hạ đàn chư tốc lai giáng hạ đàn chư hồ chi đệ tử thần thông pháp vào chủ nhân thứ sự cả câu mới vì ra nội cơ mò thiểu khang thần hôn nhật dạng kinh hoàng liệt kỳ trường thế như phàm biết đâu vừa môn cả đạo khác đâu
cầu hữu Phật cung đầu thỉnh bệnh thuyền tăng muốn cho lạc nghiệp an cư lập đàn cắt kết thua trừ tà tinh thượng đàn chư Phật bái linh chúc đàn chư tướng chư binh hạ đàn lòng thành tiết một chuyện thương kinh mời tả hữu lưỡng quan tấu bày trước thời thỉnh Phật Như Lai. Thỉnh Phật Như Lai trước thời, thỉnh Phật Như Lai ngồi trên bảo tài sao tướng uy nga ngọc hoàng, thượng đế vua cha hiền quân vương quốc ngự tòa thượng thiên nam tàu bắt đầu lướt liên đôn thư hát mà tầm quyền hạ dân ngọc và thanh thái thượng lao quân đặt ra phù du pháp thần linh thông phục và ma đại đế quan công tam phúc anh hùng để nhất ai đương tùy tòng trương tử chu xưa trương tử chu xương thì tòng trương tử chu xương gốc lòng ái quốc phù vương an định trần triều trương đạo đại tướng làm quan tiến sĩ triều đình trung can đem quân bóc bạch đằng giang bài binh cố trận bắt chàng bá linh tề thiên đại thánh tôn tinh trảm sơn quân động hộ kinh thầy đường thỉnh mời phù đồng thiên vương cưỡi con thiết mã uy cường xung thiên tử vi đồng tử thất niên cưỡi con bạch chạy xuống biển hạ dân diệt loài đặt chúng ta thần để cho thiên hạ quân dân thái bình tàn biên quốc chủ thần minh quốc chủ thần minh tàn biên quốc chủ thần minh di sơn bạc thụ tàng hình lấp sông khổng lồ đại thánh minh không thiên sang bắc ấy đồng về nam truyền cho cảnh tự danh nam đặt ra pháp ký đúc làm kim trung nguyệt trung đường quốc anh hùng thanh danh vùng vẫy vẫy vùng đô đô bắc long hồ có thể tròn thủ tỏ ra trải trang sĩ ai đến với tư nhà đô bạch mã đại vương bạch mã đại vương kinh đô bạch mã đại vương kinh ngay thực trúc thực vàn vui chơi chân chân dày cao đế thánh tươi cầm ô cán sắt cánh rơi dòng dài đồ ăn mộng hảo mộng mai bắt con yếu quay bắt loài nam thương sơn tiêu độc quốc thần vương bán thân thủ túc oai cường mạnh thay huyền đàn tướng mạnh xưa nay nghĩ con mắc hổ bắt loài tà tinh bầu khẩu phan lạng tướng anh linh linh hay tìm bộ tìm tinh tìm tà cứ lời sai căn tầm đắc tích có việc cần thải tướng trình binh thỉnh mời năm tướng lôi đình Nam tướng lôi đình thỉnh mời Nam tướng lôi đình nào nên sắp xếp thỉnh thỉnh dậy vang mưa xa gió nhật chấp ngọn tà ma quỷ mịn bằng ngọn sờ kinh thỉnh mời phú hồ tương minh đỏ đen xanh trắng trung vinh hồ vàng bào hao ấm áo dậy đang thấy mọi ác quỷ ta gian thời vừa này mời Nam tướng ngũ đồ năm tướng ngũ đô thỉnh mời năm tướng ngũ đô năm tướng ngũ hồ công phủ ngũ viên ngũ phương ngũ đế uy quyền lục viên sứ giả thầy khuyên giang đàn thỉnh mời thổ điện linh quan chiếc ngôi chính vị thành hoàng anh linh thỉnh mời quý tướng âm binh hiệu thực thỏ thắt tam bạch tướng tài lệnh bài sai bạch xà phó tướng thân quảng trường vạn trường uy nga bình thời lục đồng bát nhà lục đồng bát nhã mình thời lục đồng bát nhã miệng phun lửa cháy hóa ra bừng bừng nghe con khuyên luyện ân cần vạn quỷ ta thật an thịt chẳng tha lệnh truyền bạch cường cử nha ở trên ngàn núi hiểu là ông voi cường ta ngoan quỷ mỗi loài nói chân mà đạp nói vòi mà vơ kiếm sao nghe vậy bằng từ bó công nguyện tập phục thờ hôm mai chư thần duy định an bài dĩ định an bài chí thần dĩ định an bài con lại thỉnh mời thần nữ chúa tiên cửu trùng đức chúa
thượng thiên bài bội cầm quyền ngữ chín tầng mây nghĩa hứng là đất thủ đầy thỉnh mộng liễu hạnh ngày dày linh thành phép thiêng xé lũa tan thành rời ra bốn phút lại lành như nguyên thần thông cảm ứng tự nhiên hoàn sinh đại tử phép thiêng tản hình bây giờ có việc tế sinh thỉnh chầu giang có chứng minh đàn trà thỉnh mời đức chúa thượng hà. Đức Chúa Thượng Ngàn thỉnh mời, Đức Chúa Thượng Ngàn hình dung hiểu điều gì giáo thái tân mâu y lực dạy khắp sơn lâm có bà công chúa nữ thần phi phương lai linh chạc chạc thương thương nói những dòng vương xí số xì số khi thời ba gãy đạt cô khi thời dòng thổ nữ lô nữ lượng hiểu bà nghe mãi đại vương như Đức Chúa mừng giáng hạ đàn thiên 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 địa thiên thủy thiên. Địa thiên thủy thiên 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 địa thiên thủy thiên hầu hoàng thầy thiên lãng đàn thỉnh mời tám tướng sơn sang đỗ chính đỗ triệu đảng đàn anh hùng đỗ hiểu đỗ binh đỗ trung đỗ trường đỗ lũng hợp cùng đỗ trương thỉnh mời tứ mệnh hồng vương hồ thỉnh hồ thành hồ phái hồ loan khuyên mời thập nhị có tiên nàng vẽ mây mà xuống lãng đàn trực đầy tóc tiền sách tượng hãng mây cổ cao bá ngân cách tay thượng ngà nhờn nhơ chân nước hài hoa. Chân bước hài hoa nhờ nhớ chân bước hài hoa nghe con tương lượng tháng ca bản đàn là cung thịnh hai vị minh quân tả hư giá đàn đương cảnh đương yên thần thông biến hoa tự nhiên tinh minh được sứ thiên thiên vàn vàn hư không chắc giác bản đen hồ chư sư thù tò trường bình an bắt đắc tiểu đình cấp cấp như luật lệnh nhạc hoa nhất nhất đi nhất tâm phục thỉnh quyền chi ác sát sức trưởng hùng thần nhất danh thôi si thần nhị danh trùng tác thần tam danh cấp cước thần tứ danh duyên tác thần ngũ danh trùng phục thần lục danh trầm phù thần thất danh thượng mã thần bát danh cô lương thần cửu danh cô ngáo thần thập danh thiết thủy thần thập nhất danh thiên cầu thần thập nhị danh cửu tỉnh thần can chi sở thuộc tí xỉu dân mạo thịt bị ngọ mùi thân dậu tuất hợi thần quan can khảm cân chất tốt đi ngôn đoài thần quan kiến trừ mạng bình định chấp phá uy thành thu hai bế thần quan nhất bạch bạch ác tam bích tứ lục ngũ hoàng lục bạch thân sinh phát bạch cửu tứ thần quan niên nguyệt nhật thời hình hô cầu giáo thần quan kiến pha chú sát thần quan duy quyền bình trừ hung ác tích tập trinh thường giang phó đạo tràng thủ tư công giả hương hoa thầy nhất nhân đi nhất tâm phục thỉnh ác sát sao lâm lâm ương vận chỉ nhân thiết ngũ cục lục lục thần quan nhất thiết hùng hương bát thất thương bát lạ thần quan nhất thiết câu trận đặc xà thần quan nhất thiết gia tỏa cấp cốc thần quan nhất thiết thi liêm tăng ngôn thần quan nhất thiết hoàng phan bao y thần quan nhất thiết bạch phù tử phù thần quan nhất thiết bạch hồ yêu khách thần quan nhất thiết tuế hình quyền sát thần quan nhất thiết hà khôi cầu giáo thần quan nhất thiết băng bằng đại sát thần quan nhất thiết thiên la địa vọng thần quan nhất thiết hô thực hô sát thần quan cập tích tổ thần truyền nam thương hiểu tử truyền si lao sái hung thần ác sát tân tử cứu vong đặc chư hương hồn phu thê quyến quyết nhiều từ phò mã suy nguyện đồng thừa phật lực các giả oán thân giang phó đạo tràng thủ tư phục giả hương hoa thầy 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 nhất tâm phục thanh nghiêng và
chắc chắn đối với chủ nhân các câu vong diệu chi là năng lượng giải thích ớt thân như bình đẳng cung duy địa phủ đền hoàn thúc trái khán quan cặp thiền sinh siêu thế hoan ra trái chùa phùa mệnh kiếm tài cửa thủ cho đối đẳng hồn giữ phù cao thượng tông thân ra đường hương hỏa quân thừa hộ uy cấm kỳ đẳng thân nhất thiết uy linh đàn diên đồ chúng duy nguyệt tạo tùy phật lực các xả quán thân răng khó đàn là chàng thủ tư cũng giảng hương hoa thường lai triều thịnh tam phù thanh hiền ngũ phương tục chúa thần vương chư vị linh quan ký bọc quang lâm an toàn trần môn văn đương chỉ đồng tam phù thánh hiền lâm pháp tịch chư tư bộ trung phó đàn duyên tùy vi phật đạo duyên cần ni phủ tư oai quang an pháp vi thượng hiến thánh tư phú thủy nam thu tín chủ kiện thành thượng hương khôn hiền hạ thiên công chi tạo vật an năng vật bản hồ thiên thừa tổ đức lĩ sinh nhân cô nãi nhân thành do tổ thị dĩ nguyên thanh lưu viết nam tịch thủy trường đa ảnh hưởng dĩ vô tư niệm quất thân chi hữu hệ kim vì cha gia chủ nguyễn văn hùng hiệp thừa thân mẫu nguyễn thị khoát đại diện cùng toàn thể các anh chị em các con các cháu nội ngoại gần xa đồng toàn thể dưỡng vốn quyến đẳng
thiết niệm tao sinh trước thế hội dĩ phàm khu thần thôn lan biến ư khiên viu u hiển vị minh ư hòa phúc trí tao khủng độc thiết hại thiểu an thốn hậu duệ dĩ doanh quy cảng tiên linh nghi lưu trệ kim bằng bốc xuất do vì tổ tiên đào tông tương thương lịch đại đẳng đẳng các chư vị chân linh tình tam thế tiền khiên các quan gia trái chủ phụ mạnh kiếm tài kiều thù chấp đối đẳng chư hoành hồn sinh tiền vi ác nghiệp phá đa một hậu trí tội căn thâm trọng nhất nhất kết thành quan trái bàn bàn bị tác kiên triệt hoặc dĩ trực vi khúc vi tuật ý tư tình hoặc dĩ hữu vi vô nhi vọng hành giá tục lại cặp tử tôn túc lục đồ lệnh tổng quyến bàng hoàng thư đơn khổ đi thủ trần vọng thánh thông thi quảng sát phục quyền tam quan lộc giam thập điện thủy hưu bá đức khoan nhân suy tế khổ sát kiên chi niệm bỏ công trừ quá ưu ái nhân lợi vận chi tâm cánh kỳ án tình tiêu không quan câu lưu y chấp đối tục tình bại tích hưu khảo lượng ưu hình tù vọng viên vu cáo dĩ tiêu tình quan trái kiều thù y đoạn liễu minh dương lưỡng lợi tồn một quân an tiên linh tổ đễ rĩ siêu thăng hậu duệ nhi tôn chi cát khanh vi kim sự ý cụ hữu đầu từ hạnh tối oai quang khất thủy thông thinh ngưỡng duy thiên phủ chư thiên thiên chúa thanh đế ngự tiền địa phủ diêm la thiên tử thanh đế ngự tiền quý phủ đại thiên long chúa bát thải long vương thanh đế ngự tiền nguyện thì giám sát đối khám sự do nay có trạng văn sớ văn điệp văn hình văn cẩn đương tuyên bạch tín chủ hồ quỳ phục trạng văn cập hình văn kỳ nguyện hệ thủ túc quỳ đầu trường lục đọc xứng à tôn diệt như à mạn quyết à bạch hào quang ý à giám sát thử thời kỳ đạo tràng à văn à kim thời khải tình hữu trang văn tiên là thần đệ tử con tuân phục đức thích ca như lai dì giáo thần đệ tử thành hoàng thành hùng khe thu khấu thủ ngũ bái đại bi trần trần từ con tuyên bạch thượng nghĩ ngôn na tuân phục như lai thần đệ tử sa môn thích đức minh ổi dĩ phàm khu đầu thành ta hoa phục đương tà hóa phổ tế tồn vong hữu đầu thành cám hạ thượng đạt thần đệ tử cẩn tấu vì Việt Nam quốc Bắc Ninh tỉnh gia đình huyện Thái Bảo xã Vạn Ti thôn nghệ Y Vu tam phủ linh từ sứ sư thượng phục Phật thanh hiến cúng hạ thiên tu thiết đàn duyên viên sư dự tiếp phát thành quan điệp thỉnh Phật tuyên kinh cùng linh tam phủ cắt đoạn phân tài giải oan thích kết khai phương phá ngục phóng sinh tu phúc bao đức thủ ân sám hối tổ tiên luyện hóa minh vi trợ thí cô hồn tập phúc kinh tường giải chữ vật hạt nguyện bầu tổ tiên âm giới siêu thang cầu con cháu dương môn cát khanh lộc tài vượng phát công danh hiển đạt cầu âm dương quân an lợi lạc sự có kim thần tín chủ Nguyễn Văn Hùng Thê Trần Thị Hạnh Nam Tử Nguyễn Văn Tráng Nguyễn Văn Việt Nữ Tử Nguyễn Thị Thúy Hường Nguyễn Thị Thùy Dung Hiệp Thừa Thân Mẫu Nguyễn Thị Hóa Thịnh Thân Trị Nguyễn Thị Hương Đào Thị Hoa Nguyễn Thị Huê Tế Huế Trần Gia Đình Ca Nguyễn A Gia Khôi Hợp Trục Biểu Tôn Trần Đình Trường Trần Thị Ca Trang Trần Đình Sơn Nguyễn Nga Ngọc Quỳnh Nguyễn Thị Huyền Nguyễn Đức Tùng Hoàng Thanh Nga Ngân Nguyễn Đức Hòa Bạc Hà Tôn Nguyễn Đức Trí Anh. Đại gia diện cùng toàn thể các bậc ông bà cô dì chú bác các anh chị em con cháu nội ngoại gần xa đồng toàn thể dương gia bốn quyến đẳng tức nhật thượng can đại giác phủ giám ân cần từ sự phục vì hồi hồi công đức bao hiếu cầu siêu sám hối phổ độ tổ tiên đào tổng tường thượng lịch lại trừ vị chân linh sám hối đào tổng tường thượng tự cao tổ khảo đào duy thuyền chân linh cao tổ tý
Nguyễn Thị Bé chân linh tổ tỷ, Nguyễn Thị Khá chân linh tổ tỷ, Nguyễn Thị Cấu chân linh tổ tỷ, Nguyễn Thị Truyền chân linh sám hối bà cô, Đào Thị Bé chân linh Hiền Tổ Kháo, Đào Duy Tiêu chân linh Hiền Tổ tỷ, Nguyễn Thị Thiết chân linh Thúc Tổ Kháo, Đào Duy Tuấn chân linh, Đào Duy Độ chân linh, Đào Duy Phấn chân linh, Đào Duy Tự chân linh, bà cô Đào Thị Cúc chân linh, Đường Bá Đào Duy Pha chân linh, sám hối Hiền Nha Kháo, Đào Duy Phương chân linh, Đường Thân Cô Đào Thị Phê chân linh, Thúc Kháo Đào Duy Hợp chân linh, Thệ Đệ Đào Duy Tuấn và Anh chân linh, Thệ Tôn Đào Thị Bé chân linh, Đào Duy Phong chân linh, Đào Duy Thủy chân linh, Phó Phẩm sám hối cầu siêu tổ tiên Đào Tộc Đường Thường Lịch Đại nội ngoại đảng đảng các chư vị chân linh bà tổ cô ông mạnh tướng gia tiên lệnh bá lệnh thúc bá thúc huynh đệ vô rì tỷ muội các chư vị chân linh có tên có tuổi phó cấp sám hối cầu siêu các vong linh cô bé đỏ cậu bé đỏ chưa có tên chưa có tuổi các vong hồn quần bào thai tấm bé thiếu ngày đoạn tháng vì lỡ mùa sinh chưa đủ hình hài nên không có mộ phần hoặc quên ngày dỗ đẳng đẳng các chư vị chân linh tinh sám hối tam thế tiền hiền các quan gia trái chủ phụ bệnh huynh tài kỳ thù chấp đối đắng chư hoàng hồn đồng trưởng trai diên quân siêu tịch cảnh tình trí kỳ vì lự kỳ tổng đội bất an sở lự tổ tiên tăng có hồn sinh tiền tích ác một hậu u minh nghiệp bóng khiên triển minh đồ ám thất hoặc xâm chiếm tam bảo phi lý chi tài hoặc thủ bá cô nhi quả phụ chi vật hoặc ác ái thân sơ bất bình chi sự hoặc ích kỷ hại nhân thừa vi phản nghịch hoặc thiên địa bất kính phụ mẫu bất cung nhật nguyệt hóa lộ tổ tông mạ hóa hoặc tha hương giã họa tự mãi tự tu hoặc tịch tú lậu tha giáng sinh giám tức thị thường lăng nhược thị phú khinh bần vinh quan kế lược nhất nhất khiên lưu quả phạm đa đa tội trọng như sơn như hải hoặc ích tỉnh ấu thiên minh ti hoặc diêm phó u đồ địa ngục trùng trùng khổ sở nan đảo lụy lụy lâm ngơ thống thiết vì quy hệ bất an dị trí tổng trung cáo hại tư bằng sám tạ tội khiên ngưỡng bất các vong hồn thoát khổ cấn thủ kim nguyệt cát nhật hiền thỉnh thiền tăng cập đạo lưu tiểu vũ linh từ xứ khải kiến pháp đàn chu viên nhì tán cẩn cụ tráng văn kiền thân con tâu thỉnh nga cung duy thiên phú trí tôn hiệu thiên kim quyết ngọc hoàng thượng đế ngọc bệ hạ cung duy địa phủ trí tôn bắc âm phong đô nguyên thiên đại đế ngọc độc hạ cung duy thủy phủ trí tôn phù trang cáp lâm đại đế tinh quyết hạ phục nguyện hoàng thiên tú thị hiển hách uy linh đại đạo đức thâm công nghiêm tục sự thẩm lý thi hành trọng tội khinh tội phúc giải liệu oan diệt liễu tội ngưỡng nghỉ thú tạ tiền khiên đốn nhật cựu cải nhật tân táo đạo khiên triển đốn thích phục khất thanh ý quan hòa bí kỳ phong xá cần vấn tràng tuê thứ năm giáp thìn mùa hạ tháng sáu ngày 13 ngày lành giờ đại cát đương đàn pháp sự thần sa môn văn phục hành trạng văn tấu thuộc tái hình văn y đương tuyên đọc tam bảo đại pháp tư tuân phục phật chỉ ban hành lệnh hành thừa sai nguyên sĩ cấp triệu hòa lôi đình chư tư tương lại các bộ các sinh thiên thiên lực sĩ vạn vạn tinh tinh thắng thiên nhập địa xuất u nhập minh cha tập đẳng tục phân tân tuyển kinh cấp tu hồn phách cầu tóc tích danh tổ tiên nội ngoại bá thúc đệ huynh hoàn gia trái chủ đẳng trung tà tinh câu lai đàn nội khám vẫn phân minh bất trung tà quỷ bất tung gian manh vô di thời khắc y ứng phục hành và tu trí chỉ huy gia hiệu hình vượng chư ti quan tướng tam giới lôi đình tường tiền xử lý tật tốc phi tinh câu lai đằng chúng áp phó đàn đình âm dương lượng lợi tồn một câu vinh a cố hình tuế thứ giáp thì thiên hạ thiên a lục huyền thập a tam nhật thời pháp hình đương ngàn pháp sự thần đệ tử hoành hình văn a hóa a di đà phật bởi toàn thể gia đình chúng ta nhất tâm lễ tạ sớ trạng hình điệp cùng với
Dược. Thượng lai văn trạc văn sơ văn hịch văn điệp tuyên đọc cặp mật đảo đĩ chu viên trạng hịch sơ văn tấu trước chứa đàn tiền tam phủ thánh hiền vũ phương phục chúa chư vị các quan chứng minh công đức dục bằng hỏa hoa bát nhã đà la bất tinh quan từ đại đồ đã thành thất bát nhã đà la và thời chư vị vô hạn giải thoát rồi được tiếp tổ trả lời từ tăng bất tử công tăng bất tử tăng bất tử công tăng bất tử 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 chỉ vô lực với vô vô minh để vô vô minh đàn đại chỉ vô lão tử với vô lão tử đàn vô thọ tập tất cả vô tứ vô cơ đàn vô thọ tập số cơ đàn ba la bậc đa tổ tập thần chú thì đại đức chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năm chú nhất thiết tổ chân thực bất tư vô thượng đẳng ba la ba chú tiên tiên tu viên viên đế viên đế ba la viên đế ba la tăng nhất đế bồ đề tăng ba 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 nhà ba la bậc đa nhất đế nhất đế ba la nhất đế ba la tăng nhất đế bồ đề tăng ba 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 la bậc đa nhất đế nhất đế ba la nhất đế ba la tăng nhất đế bồ đề tăng ba 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 la bậc đa nam mô quan tự tại bồ tát ta ta quan tự tại bồ tát ta ta bồ quan tự tại bồ tát ta kiện thành pháp sự ưa đồng tín chủ tạ lễ tam bái giới chúa a mật dị đế đại minh vương bất vi bản thể hộ đạt cha bình xích yêu ma vô chứng a Phật Thánh, công đồng các quan ngũ bái.
tọa phong hình đại chúng dị khấu đồng âm chiêm ngưỡng đại thừa diệt khai khoa giáo. Muôn ni con muốn tâu chư Phật từ bi quảng đại quả phúc lành mang lại phương viên nhìn xem thế giới u ám đi mở lòng cứu khổ quan khiên chủng 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 ấy từ trước hòa cùng giang đàn đức một lòng tu luyện phương tây thằng dòng võ ngựa cung mây thanh sơn cắt tóc tu nay đảo đầu làm tổ nhẹn trong tơ mạnh đỏ xa chi một niềm đắc đạo quý bụi trần rũ sạch chứng thời Phật ta duyên là hiền mỹ hiền phép tiên mở lòng phương tiện cam lòng thành giáo trên thường lên chúng sinh xét xem công đức chứng minh lòng mà chân đi nay nhà trai chủ ân cần kiền thỉnh thỉnh chư tăng đức hạnh chỉ trai nay thời lục độ đàn trai lục căn lục kết trong ngoài phương viên lục ni lục hương năng đèn tệ cổ tiền kết tiên vạn tự hung đỏ tay dao tay kéo đề huệ phục hành pháp sự gia trì việc khó tùy duyên mạng tan cứu đẳng hồn thoát khỏi oan khiên xiết bao kết phọc khiên triền đều nhờ phép Phật đạo huyền cứu á cho nay yêu chủ nam mô nhất niệm đồ đẳng hồ sạch sạch liên oan khiên ước mong tam bảo mùa tiền giải chư khổ sở não phiền bấy bởi nghe kia đạo Phật rất màu rất quý tính vốn lành vô thứ vô lai đoại thường đến cõi người đời chỉ vì vọng niệm độc hoài biển ta khơi xem mi xem niệm trước mỗi người một tính bởi tính sinh chi cách in là trường luân hồi lục đạo bao dung gây nên bao ứng trong lòng u à minh nghi anh cha nợ nhẹ tuần hoàn có thực không sai oan thù độc dữ ai ai căn trần khăng khít như mùi sơn lá kéo mắt đi mắt trông đẹp ra điều ba phải bỗng xui lên tổng ai bất tai nghe tiếng nói có không thì phi khó nhập trong lòng oan khiên mình
duyên thân ý, sắc thanh hương xúc pháp vị trần kết thành lục thức lục căn, ba duyên hòa hợp tâm thân nào ô á phiền na chi. Cõi gần cõi xa cho ai cho nên ta suy nghĩ mà nói cho tường buồn đội chu chi, muốn nhờ đức Phật từ bi giải oan cứu khổ tìm về Tây Phương Kỳ. Vậy nên hôm nay có nhà trai chủ Nguyễn Văn Hùng hiệp thừa thân mẫu Nguyễn Thị Quát, đại diện cho toàn thể các anh chị em, các con, các cháu ở đây nay quý đầu Phật Nị Pháp, lập đàn tràng để bao đáp tổ tiên. Cảm ơn cha mẹ sinh ra trạch lòng nhớ tổ tiên nhà bà đau. Mà bây giờ bị bao oán khiên, không nhờ pháp lực vô biên, làm sao thoát ngục mà lên thiên á đường à. Truyền thanh như gương soi tỏ mặt hình hiện ra không những độ thật ta khoái lạc cùng trẻ già khang cát bình yên, nay nhờ phương tiện pháp môn dạy ra để cứu những hồn phục hành pháp sự niệm một câu sáu chữ gì là đèn từ soi khắp gần xa những nơi mờ ám ắt là tiêu á không à. Quỳ cúi đầu khói trong thành ngục cũng cúi đầu quy phục từ đó cho khỏi nạn nương phương quân sang cõi Phật nghe đường kẻ kinh nghi cõi cõi pháp giới vốn không thiện ác, thiện ác vì nhầm lạc chúng sinh, nói ra vì chúng hữu tình cõi đời lắm kẻ chúng sinh mê lầm. Vậy mới có thiên đường
phúc bởi vì tình dục chúng sinh sáu căn là ở trong mình sáu trần sáu thức đồng hành làm ba nên căn trần thức tam duyên hòa hợp ba sáu thành mười tám tưởng tư bởi không bình bình đẳng chân như thành mười tám ngục cũng như cửa trời chỉ vì những người đời không biết mình làm mà mình khôn xiết làm mà sao lòng lành chẳng ở được bao đêm căn trần thức buộc vào ác duyên mình thiên đường lò không nên là vậy địa ngục này những thấy chán chán lòng lành chẳng chẳng ở tấm lòng biên hóa muôn ni vàn lòng thiện điểm ít lòng gian ác nhiều ai tạo nghiệp ác phải vào địa ngục tạo nhân lành được phúc là duyên đến khi mãn hạn quy tiên ai làm thiện sẽ được lên thiên là đương nhiên cục bởi lòng một khúc tâm không thăng trầm ấy cũng bởi lòng mới hay địa ngục giữa vòng nhân gian kinh nghi kinh hoa nghiêm đã bàn là vậy cõi đời người hết thảy tâm sinh thâm sinh thiện ác ở mình ai tạo nhân đức được sinh thiên là đương nhiên thế mới biết tâm sinh là gốc dẫu thanh phàm tội phúc tâm sinh nhược bằng chẳng giữ chẳng lành thánh nhân câu dẫn thiên đình không xa ví như một quảng sái na xem trong đạo Phật thực là diệu thay sông đi sông bè ai mênh mông nghìn thước luôn có thuyền là từ vượt được bè sông muôn trùng sóc cả đô đầu muốn xa ta phải niệm câu Di Đà niệm Nam Mô A Di Đà Phật niệm Nam Mô A Di Đà Phật niệm Nam Mô A Di Đà Phật vô thủy luân hồi thiên vạn kiếp ma trái gió phiền đi não bất giải thoát ma ngã kim đoạn trừ phiền não cắt na lục la bật làm giải kết kim mi kim giả vong linh tổ đạo tộc đường thượng linh đại nội ngoại đẳng đẳng các chư vị chân linh tinh tam thế tiền khiến các quan gia trái chủ phụ mạnh khiếm ma tài cựu thù chấp đối đẳng chư hoài hồn giờ này hôm nay về tới đàn tràng đây lại lắng nghe trong kinh lời Phật dạy diệt nghĩa đây là điều thứ nhất bình bình sinh sinh thua nọ ở trên đời thường có lòng tham của
dự cho cam của người mình lại tham lam của mình. Ai chẳng biết tiền là vốn quý, món tiền tài sự lý của chúng bo bo gìn giữ trong lòng những người đói khát bần cùng không mà thương gì. Chỉ thế nên đường phụ của năm nghiệp đời mới có oan khiên, từ nay làm phúc làm mà duyên. Nam mô Bồ Thí để đền oan đi ra. Nam mô Bồ Thí Ba La Mật. Nam mô Bồ Thí Ba La Mật. Dĩ giải phụ tài oan gia chi kết. Dĩ giải phụ tài oan gia chi a kết. Phục ma thỉnh đức đại thanh khổ oan gia oan kết. Bồ Tát cập tài hữu trợ giáo giải trệ hòa oan sứ giả. Thục hoa chi bào ân lệ nhất giải thích đông phương pháp mộc dần mạo chân cung mộc đức hóa sinh tuệ đao cắt đoàn nội cam ngoại nhãn định quang vương phật phật nội không ngoại không trung thanh tịnh quang không đồng nhập tỳ lư pháp tinh nhất tiết vạn vật sai không sắc trần vọng diệt tham nghiệp tiêu không an quang minh thanh tịnh giới án giải thiết quan thù xa an âm a tát bà mộc nội can ngoài nhớ ngắm dài nguyên an thanh tịnh đình quang phương phật phóng tập đạo hà quang các đoàn hà trần chuyên nhất nhất thiết trường từ từ trong đối tam thế hoàn gia thế tôn hữu sắc đắc hồi quốc quân sinh nhân nhất thời phân giải an cấp cấp giải kết xa an cấp cấp giải kết xa vòng quanh muôn kiếp nghìn đời chỉ vì phiền não buộc người không ta yên. Này ta dân bỏ não phiền sáu ma na mặt nào duyên cho ai kim mi kinh giả vong linh tổ tiên đạo tộc đường thuộc linh đại nội ngoại đằng đằng các chư vị chân linh tinh tam thế tiền khiên các quan gia trái chủ phụ mệnh hiếm tài cửu thủ chấp đôi đằng chư hoành hồn giờ này về tới đàn tràng đây lễ phật lại lắng nghe trong kinh lời phật dạy diễn nghĩa đây là điều thứ hai tính ta dập 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 loạn tâm thần trói buộc tình linh đau thương vờ vật trong mình bởi tham cái đẹp trái lành cho nên nào ai biết rằng duyên hay là thực rõ ràng năng giữ hồn mà biếu hai người mấy của cũng nhiều lại điều ước hiếm nghĩ miều che thất ni ai à than ôi ai là thế nay ân cần vẫn tình tình mộ chuộc lấy hồn phụ mệnh quan gia nam mô chỉ giới ba la thần thông cứu trợ quan gia đẳng ngã hồn nam mô chỉ giới ba la mật dĩ giải phục mệnh quan gia chi kế thỉnh đức đại thánh phổ quang giải oan kết bồ tát cập tả hữu trợ giáo giải trệ hòa oan sứ giả thủ bao ân đại nhị giải thiết bắc
phương nhâm quý thủy tý hợi phạm cung thủy đức hóa sinh tuệ đao cắt đoàn nội thân ngoại nhị cần thành tịnh tịnh quang vương phật nội không ngoại không trung thanh tịnh quang không đồng nhập tỳ lư pháp tịnh nhất thiết vạn vật sai không thanh trần biến hóa sân nghiệp tiêu không hồng quang minh thanh tịnh giới an giải thiết oan thù sa hạ âm tát bà thượng bắc phương nhâm quý thủy nội thật ngoại nhĩ an giải nhĩ can thanh tịnh định quang phương phật phóng thập đà hòa quang các đoạn sân tâm trước nhất nhất thiết đoàn cử thù chấp đối tam thế oan gia thế tôn hữu sắc ba đắc hồi cuốn đối kinh nghiệm nhất thời phân giải an cấp cấp và kết xa an cấp cấp và kết xa tam thiên ngôn hạng bất khả cửu lưu sở hữu cáo văn hợp thành tuyệt lộc chân phù cáo hạ cẩn thỉnh đông phương trì quốc thiên hương cẩn thỉnh hương đa văn thiên hương thần thông lẫn lẫn uy đức dương dương thanh kỳ thành mã thanh kiếm thành sương hắc kỳ hắc mã hắc kiếm hắc sương lại lần báo ứng tóc giáng đàn tràng giải trừ tông tái cắt đoạn đông phương luân hồi phản kiếp yếu tử nam phương với vô can thạc ách biệt âm dương tổng tư tín chủ thọ mạnh duyên trường nhất như cáo mạnh phong hỏa phục hành tuế thứ sát thì thiên gia hạ thiên gia lục huyền thần và tam vật thời cáo hạ đương đàn phát sự thần xa môn thích đức mình phục hành hoa áp mà thượng lai văn cáo các đạo tuyên đọc cập bật đảo vĩ chu viên cáo tâu trước cửa đàn tiền thầy mượn ngọn lửa trần trần dục dục hỏa hóa thời gian thổ địa thần chi tới lê tháng thiên hạ địa xuất u nhập minh tùy vô quan tấu bất tắc từ đình như luật là cung thỉnh ngã thầy sa môn băng khởi thân đăng đàn khai hoa kết ấn tiên trì tịch trường khai phá địa ngục hậu trì đao kéo cắt đoạn chân chân ngộ
địa tiến thần thông diệu nan môn thủ trí kim kim trượng và chân khai địa ngục môn nhược nhân dục liễu chi tam thế nhất thiết phật ứng quan pháp rồi tính nhất thiết duy tâm tạo phát địa ngục trần môn an già la na sa bà ha. Nam mô Phật Đà Ra, Nam mô Đạt Ma Ra, Nam mô Tăng Già Ra, Đồng Lai Tăng Hạ, Thứ Độ Bác Hồ, Tông Đi Thổ, Chú Tâu Bác Hồ, Hồ Nhô Hồng Hồ Hồng Hồ Sa. Tam kinh hoàng hoàng Phật Pháp Khai Quang, Hữu tội vô tội, bất đắc ẩn tàng, vong linh hồn xuất ly, địa ngục thượng bác thiết đường, cấp cấp như luật lệnh, cấp cấp như luật lệnh. Ma ha mục kia tiến, thần thân diệu nạn môn, thủ trì chi kỳ trượng, dẫn sao địa ngục môn, nhược nhân dục liễu chi, tam thế nhất thiết Phật, ứng quan pháp rơi tinh, nhất thuyết di tâm tạo phát địa ngục, trần môn án già la, đế na sa bà hà án già la, đế na sa bà hà. Nam mô Phật Đà Ra, Nam mô Đà Ma Ra, Nam mô Tăng Già Ra, tam tinh hoàn toàn Phật Pháp Khai Quang, yếu tổ vô tổ bất đắc ẩn tàng, vong linh hồn xuất ly, địa ngục thượng bác thiên đường, cấp cấp như luật lệnh, cấp cấp như luật lệnh, cấp cấp như luật lệnh. A Di Đà Phật. Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật.
địa ngục tội tiêu diệt. Đông phương địa ngục tội tiêu diệt. Bắc phương địa ngục tội tiêu diệt. Bắc phương địa ngục tội tiêu diệt. Nam mô thế giới chúng kiến Phật văn. Nam mô thế giới chúng kiến Phật văn. Nam mô giải oan kết Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô giải oan kết Bồ Tát Ma Ha Tát. Vô thủy luân hồi thiên vạn kiếp ma đều bởi phiền đạo khó giải thoát. Ta nay dứt bỏ não phiền sáu ba la mật làm duyên cho đời. Kim là chân linh đạo tộc tổ tiên nội ngoại lịch đại đằng đằng các chư vị chân linh tình tam thế tiền thiên các quan gia trái chủ phụ mệnh thiên tài cứu thủ chấp đôi đằng chư hoạch hồn giờ này trước cửa đàn tiền lại lắng nghe trong kinh lời Phật dạy. Diễn nghĩa đây là điều thứ ba, những hồn hay dần dần ở trên đời oán hận chua hoa chửi càn trời đất mẹ cha lại ăn càn nói dở dèm pha thanh á hiền. Nghiệp đời phải chỉ phụ tâm nay nhờ Phật Phật lực cao thâm. Nam mô nhân nhục phụ tâm an ý hoa. Nam mô nhân nhục ba la mật dĩ giải phụ tâm quan gia chi a kê. Thỉnh đức đại thánh phổ quang giải oan kết Bồ Tát tập tài hữu trợ giáo giải trệ hòa oan sứ giả thủ quá chỉ bao ân đệ tam giải thích tây phương anh tân kim thân dầu đoài cung kim đức hóa sinh tuệ lao cắt đoàn nội a phê ngoại tì tì ngăn thanh tịnh định quang vương phật hà nội không ngoại không trung thanh tịnh quang không đồng nhập tì lưu pháp tích nhất thiết vạn vật sai không hương trần biên hóa sĩ nghiệp tiêu không đa quang minh thanh tịnh giới án giải thích hoàn thù sa hạ a ma tát bà an bơ giải tì các thuộc tây phương thanh tân kim nội phế ngoại tì án giải tì các thanh tịnh định quang vương phật phóng thập tạo hà qua các đoạn di tâm trước nhất nhất thiết đoàn cửu thù chấp đối tạo theo ra thế tôn hữu sắc bất đắc hồi cuốn biến chi nhật nhất thời phân giải an cấp cấp giải kết xa an cấp cấp giải kết xa lại vòng quanh muôn kiếp nghìn đời chỉ vì phiền não của người không yên. Này ta rất bỏ não phiền đi sáu căn lục thức sạch duyên bụi chân lại thỉnh mời chữ vị phóng linh tinh tam thế tiền phiên các quan gia trái chủ cứu thù chấp đối đằng chữ hoành hồn giờ này sống khôn thác thiêng lại lắng nghe trong kinh lời Phật và đời dạy. Diễn nghĩa đây là điều thứ tư những người ở thế
sống trên đời lắm kẻ công minh, đã không lễ Phật tụng kinh lại còn trần tục nói năng nặng ngã nhơi. Hoan hoan ra cả ngàn nhiều từ thôi từ đây phải sinh lòng tinh tinh tiên cầu Phật trời để thoát biệt oan gia. Nam mô tinh tiên ba la, những hồn phụ đã được vượt qua luôn luôn á hồi. Nam mô mật dĩ giải phụ lực quán gia chi a cơ phục ma thị đại thanh phổ quang giải hoan kết bồ tát cập tài hữu trạng giáo giải tuệ hòa hoan sứ giả thục quá chi bảo ân đệ tứ giải thích nam phương bức tinh hỏa thị bọ ly cung hỏa đức hóa sinh tuệ đau cắt đoàn nội tâm ngoại thiệt thiệt nhất thanh tịnh tịnh quang minh Phật nội không ngoại không trung thanh tịnh quang không đồng nhập tùy lư pháp tinh nhất thiết vạn vật sai không vị trần viên hoa ái nghiệp tiêu không như quang minh thanh tịnh giới án giải thích hoàn thù xa hạ a na âm ba a tát ba a giải thiệt căn thuộc lam phương minh đinh hoàn nội tâm ngoại thiệt an giải thiệt căn thanh tịnh linh quang phước Phật phóng thật đà hào quang các đoạn ái tâm chung nhất nhất thiết chuẩn cửu thù chấp đối tạo theo hoàng gia thế tôn hữu sắc quá đắc hồi cuốn duyên nhất thời phân giải an cấp cấp giải quyết xa hà an cấp cấp và kết xa tam thiên môn hạ bất khả cửu lưu sở hữu cáo văn hợp thành tuyên đọc cắt đoạn giải trừ chân phu cáo hạ cẩn thỉnh tây phương quang phục thiên vương cẩn thỉnh nam phương đắc trạng thiên vương thần thông lâm lâm uy đức dương dương bạch kỳ bạch mã bạch kiếm bạch xương xích kỳ xích mã xích kiếm xích xương lai lâm bao hướng tốc lãng đàn tràng giải trừ túc tai cắt đoạn hương hương luân hội phản tiếp tiểu tử nam thương minh vô can phạt cách biệt âm dương tòng kim tinh chú thọ mạch duyên trường cấp cấp như luật lệnh tuế thứ giáp thìn thiên hạ thiên lục nguyệt thập tam nhật thời cáo hạ đương đạt pháp sự thần sa môn thích đức minh phục thành hòa ác ma thượng lai văn cáo các đạo tuyên đọc dĩ châu cáo tấu trước cửa đàn tiền thầy mượn ngọn lửa trần dục băng hỏa hóa thời gian khó địa thần chi tối lên tăng thiên hạ địa xuất y trần minh từ ngô quan tấu tấu đắc từ đứ công chúng nhập lực trưởng thanh các tạo thành minh cấp cấp luận cung thỉnh ngã thầy sa môn bắc khởi thân tăng đà đà khai hoa kết ấn tướng chỉ đích trượng khai phá địa ngục hậu chỉ đao kéo cắt đoạn chân nam mô và chân sao địa ngục môn môn nhược nhân dục liễu chi à tam thế nhất thiết phật ứng quan phạt tơi tinh ra nhất thiết duy tâm tạo phát địa ngục trần môn án già la đến a sa bà ha nam mô phật đà la nam mô đà la ra nam mô tăng đà la đồng lai tát hạ thứ độ ba bò tốc lưu khổ thú tốc quát khổ hình do ông hồ hồng ta tam tinh tam tinh tam tinh hoàng hoàng phật pháp hai quang như tội mô tội
ẩn tàng phong linh hồn xuất ly địa ngục thượng bắc thiên đường cấp cấp như luật lệnh cấp như luật lệnh cấp như luật lệnh ma hà một kiệt thiên thần phong diệu ngạn môn thủ trì kim tích trượng là chân sao địa ngục môn là nhờ chân dục liễu chi tam thế nhất thiết phật ứng quan phạt tôi tinh nhất thiết chi tâm tạo phá địa ngục chân ngôn án giả la đến a sa bà hà án giả la đến a sa bà hà tam tinh hoàng hoàng phật pháp khai quang hữu tội vô tội bất đắc ở tàng góc linh hồn xuất ly địa ngục thượng bắc thiên đường cấp như luật lệnh cấp như luật lệnh cấp như luật lệnh nam mô a di đà phật 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 nam mô bồ tát quan thế âm ma nam mô bồ tát quan thế âm ma nam mô bồ tát quan thế âm Thank you.
địa ngục tội tiêu diệt. Tây phương địa ngục tội tiêu diệt. Nam phương địa ngục tội tiêu diệt. Nam phương địa ngục tội tiêu diệt. Nam mô thế giới chúng kiến Phật văn nữ kinh. Nam mô thế giới chúng kiến Phật văn nữ kinh. Nam mô giải oan kết Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô giải oan kết Bồ Tát Ma Ha
ma ha bục kiện liên thần thông ma diệu nan ôn na thủ trì kim sinh trường chân sao địa ngục môn nhược nhân dùng liệu chi tam thế nhất thiết phật quan pháp giới tinh nhất thiết huy tâm tạo phá địa ngục chất ôn ung già la đế Phật pháp cai quang hữu tội vô tội bất đắc ẩn tàng phóng linh hồn xuất ly địa ngục thường vạn thiên đường cấp cấp như luật lệnh cấp cấp như luật lệnh cấp cấp như luật lệnh phục vòng khấu đầu pháp sư phục vòng khấu đầu chắp tay bái tạ khẩn cầu chư thiên nhất bái chư phật chư tiên nhị bái tam phủ thanh hiền trực minh ta bái chư vị tôn tinh tư bái chư vị bản linh bản đàn ngục bái chư vị đẳng quan đẳng quan ngũ bái chư vị đẳng quan pháp sư bắt kết giải oan phật chư phật hương bái tạ tổ sư bái tạ tổ sư tay cầm khăn ấn hương thư dành dành thư rằng sát quỷ trừ tinh sát quỷ trừ tinh thư rằng mà sát quỷ trừ tinh thư rồi hương cắm lên bình lô hương tay cầm khăn ấn ngang ngang chung đôi thắt đánh lưng mong một vòng mà xo le cộng mối chung mối cộng mối chung sau lẽ mối cộng mối chung đảm ta có vẻ anh hùng ai qua dịu dàng thầy mới bước ra tay cầm cờ lệnh đi ra đi vào bước đi bước lại khoan khoan bước lại khoan khoan bước đi bước lại khoan khoan cảm thiện sứ giả các quan hộ trì lệnh truyền hóa tóc phong phi vương ngọn cờ phất thẳng đi theo thầy cờ hồng ở ngang vai dắt ở ngang vai chiếc cờ hồng dắt ở ngang vai đưa tay kết ấn như lai trên đầu chắp tay bái tạ một màu bái tạ một màu chắp tay bái tạ một màu kéo dao thay mới cầm vào trong tay đệ ngục đệ lục thầy các bạ này các loài yêu quái cùng xây hung thân 12 cái gốc mẹ thanh thập ngũ trùng tử sư tinh sư đa tiền thiên nghiệp trường oan gia không còn sát hại đến nhà chủ nhân ta gian ngoại đạo chúng bay cắt cho mày hết mày đi tức thì cắt mày mày hết mày đi mày về bắc quốc ô phi nhà mày phù cho tín chủ hôm nay là khỏe ngũ quế ngày ngày vinh hoa bất đắc kiều định cấp cấp
chư luân là nghiệp hội chúng thiên tín đàn nội tôn vong sinh tinh tín nhất tâm tụng chân kinh lục từ an ma đi bát minh hồng an ma đi bát
hồng bát ma ni bát minh hồng ma ni bát minh hồng bát ma ni bát minh hồng bát ma ni bát minh hồng bát ma ni bát minh hồng ni bát minh hồng bát ma ni bát minh hồng ma thượng lai gia trì đà la ni chân ngôn tuyền dương dĩ kinh cung bằng phật lực giải thích quan hồn xứ vô u minh hàm mộc âm quang tỷ khổ xú đồng đăng giác ngạn kim bắc hoa diên giáo tất pháp sự vân châu tái đảo tái kỳ thiện tập tương lai chi phúc chỉ nhi kim nhi hậu cầu tiêu tú thế chi oan thù tòng tư u hiển quân an tự thử tồn mong câu lợi vĩnh vô chấp tối các xả oán thân cộng phó đàn tiền thịnh ô tuyên hà điệp mà đồng từ hai bước mới phân hai trước mặt thử tốt chấp bút ghi ân tin áp lai thầy đã có âm dương lượng lợi biệt phân ly đặng hồn hoán trái chúng bay cùng đến nghe thầy phát của chia cho gia tài sản vật gồm lo của nhà tín chủ mọi vật mang ra thầy đã chỉ chú án ba thập phương chư Phật mọi tỏa chứng minh đặng hồn thịnh pháp phát kinh từ nay quái lạc siêu sinh thoát trần trên thời tam bảo Phật thiền tề thiên đại thánh khổ quang lai tòa thầy thầy phát của chia ra phật ai lấy giữ lấy hòa mang đi áo này là áo túc y phó cho đồng gia tín chủ lấy về làm ăn mặc vào tuổi thọ thêm xuân túc y túc thực nhân nhân trường tồn áo này phân chúng oan hồn đem về âm phủ kéo quạt vãng a lai đồng tiền là của gia tài 2918 không sai đâu là chín đồng thầy phó cho chủ nhà nhân khang vật thực thiên hoa tông đường chính là đường cứu thiên trường thượng phong cứu tổng tam phương cứu thánh tiền này chia chung oan hồn lấy về âm phủ lãnh mình cho ta từ đây khỏi tái oan ra chứ hề xâm phạm tội ra đến mình nhà lý ngư là cá tốt lành hai con cá cái để dành ném ra một con thầy phó cho chủ nhà sinh con đỡ cái để ra càng nhiều lý ngư là phúc phong nhiêu phúc cho đồng ra thiên chủ sang giàu bình an một con thầy chia chung oan hồn đem về nơi chốn giang thiên hải hà bằng nó chẳng nở con ra oan hồn thời lạnh cho xa từ dày ba tiêu vốn có hai cây thầy phó cây này cho họ sinh nhân mang về trồng ở ngoài vườn nở ra tươi tốt thanh tân rườm rà ấy điểm phú quý vinh hoa sáu con thịnh vượng để ra hai hàng cây này chia chung oan hồn đem về trồng dưới bắc làng làm nghi thấy nó chẳng nấy một khi oan hồn tuyệt chức chớ hề đến đây dã vu vốn có hai cây hiện là cây ráy của này cũng chia cây này thầy chia họ sinh nhân trồng cho có lễ thâm căn tốt lành cây này thầy chia chung oan hồn đem về âm phủ lành mình một thân nghe thầy dạy bảo quyết văn chúng bay giải thoát khỏi lầm oan gia đoạn kê gọi đó chúng gà thầy phó một chúng cho nhà dương gian đem về nở ra con đấy là phúc cả toàn luôn luôn oan gia thầy mới chia sau chứng lại giữ lấy để hầu làm ghi đem về thi âm dương cách biệt phân ly đôi đường ma độc lôi phong sẵn sàng của nhà sản vật thế gian hàng dùng thầy chia cho tín chủ một phong để dành làm giống mà trồng nhân gian sinh nhân thịnh vượng cháu con căn chứa mộng thiên niên duy truyền một phong thầy phó toan hồn đem về âm phủ chớ còn vãng lai túc tử thầy lại chia hai của ai lấy giữ phần ai lấy cầm chia cho tín chủ một phong để dành làm giống mà trồng nhân gian phong này thầy phó toan hồn đem về âm phủ kéo còn vãng lai ấy là sản vật gia tài thầy này chia khắp mọi loài gồm co lại có hai bức đồng từ âm dương lượng lợi chia ra hai phần bức này thầy phó họ sinh nhân đem về để làm chứng cứ cấm ăn quý tà bức này thầy phó cho an hồn siêu sinh thịnh độ cùng hòa một thất bảo nhau ăn uống ba tuần thiên thu báo máng tương phân đôi đường nam bắc mỗi người một phương sinh nhân cát khách âm hồn siêu hòa sinh sinh nhà đệ nhất chạm chạm kê mau thủ đồng gia tín chủ thọ nhau bạch tổ đệ nhị chạm chạm kê mau rực đồng gia tín chủ thọ trường tăng ninh phúc lộc đệ tam chạm chạm kê mau mỹ đồng gia tín chủ thọ trường thiên minh phúc trí kim bắc đàn nghi cao tất phát tịch vân chu kỳ u hiển dị an ninh tỷ oán thân chi bình đẳng âm dương cách biệt sinh tử thù đồ các sinh hoan hỷ chi tâm bình kết thiện hòa chi niệm phàm chi hung miệt nhất thiết tai ương cung đối đà
ngàn tiền kim đương thỉnh giải, hoặc phạm thiên la địa vọng chi ách kim đương thỉnh giải. Hoặc phạm mà vận hạn khắc sung chi ách kim đương thỉnh giải. Hoặc phạm toán tận liên tinh chi ách kim đương thỉnh giải. Hoặc phạm cô thần quả tú chi ách kim đương thỉnh giải. Hoặc phạm tai sát kiếp sát chi ách kim đương thỉnh giải. Hoặc phạm bệnh phù tử phù chi ách kim đương thỉnh giải. Hoặc phạm trùng tan liên tán chi ách kim đương thỉnh giải. Hoặc phạm thôi si thuộc mã chi ách kim đương thỉnh giải. Hoặc phạm trầm phù kiểu tỉnh chi ách kim đương tỉnh giải. Hoàng phạm hung thần ác sát chi ách kim đương tỉnh giải. Hoàng phạm tinh tổ thần truyền chi ách kim đương tỉnh giải. Hoàng phạm kiến phá chú sát chi ách kim đương tỉnh giải. Hoàng phạm già tỏa cấp cước chi ách kim đương tỉnh giải. Hoàng phạm cô cáo cô lưu chi ách kim đương tỉnh giải. Hoàng phạm khắp cốc thâm ngâm chi ách kim đương tỉnh giải. Hoàng phạm à khôi cẩu rào chi ách kim đương tỉnh giải. Hoàng phạm thiên tẩu ám sát chi ách kim đương tỉnh giải. Hoàng phạm truyền si đạo lại chi ách kim đương tỉnh giải. Hoàng phạm nam tương hiểu tử chi ách kim đương tỉnh giải. Hoàng phạm kiếp luân hồi chi ách tỉnh giải. Hoàng phạm thương vong tuyệt tự chi ách kim đương tỉnh giải. Hoàng phạm thi liêm tăng ôn chi ách kim đương tỉnh giải. Hoàng phạm quan phù điếu khách chi ách. Hoàng phạm băng đằng đại sát chi ách kim đương tỉnh giải. Hoàng phạm bạch hổ pha sát chi ách kim đương tỉnh giải. Hoàng phạm câu trận đằng xà chi ách kim đương tỉnh giải. Hoàng phạm hoàng phan báo vĩ chi ách kim đương tỉnh giải. Hoàng phạm hình hô sát chi ách kim đương tỉnh giải. Hoàng phạm ngũ cùng lục cực chi ách kim đương tỉnh giải. Phạm cứu kết tập triển chi ách kim đương tỉnh giải. Hoàng phạm thất thương bát nạt chi ách kim đương tỉnh giải. Hoàng phạm phục si cố khí chi ách kim đương tỉnh giải. Phạm phụ mệnh kiếm tài chi ách kim đương tỉnh giải. Hoàng phạm quan gia trái chủ chi ách kim đương tỉnh giải. Hoàng phạm kiều thủ trong tối chi ách kim đương tỉnh giải. Nhất thiết thông đường kim đương tỉnh giải. Khai giải ngũ thần hồn phù chú chuyển pháp luân âm dương ly cách biệt thủy hóa đoạn càn khôn gia nội tình an khang thái nam nữ thọ trường sinh tiêu tai giải ách thiên tôn trường sinh thọ mệnh thiên tôn. Hồi hỡi âm dương đã được giao ước đã nên thỉnh các chư hung thần sắp sửa xuống thuyền quy vu tiên cảnh chiếu truyền đã định cách trở từ dày nhược còn đến đây Phật bà bắt tội. Hoặc thuật đông phương quy khứ đông phương, hoặc thuật nam phương quy khứ nam phương, hoặc thuật tây phương quy khứ tây phương, hoặc thuật bắc phương quy khứ bắc phương, hoặc thuận trung ương quy khứ trung ương. Có chữ rằng thánh cứ lưu ân, thần cứ lưu phúc, nguyện kỳ cho tín chủ Nguyễn Văn Hùng, hiệp thừa thân mẫu Nguyễn Thị Khoát, cùng toàn thể các anh chị em, các con các cháu nội ngoại gần xa, đồng toàn thể gia môn khuyến đẳng được thụ phúc, thụ lộc, thụ bình an, các sướng thiên thu vạn vạn tuế. Sắc sắc lạc lạc chúng chẳng mê hoặc, vọng lai bất bất quyến luyến sinh nhân nhất thời phân giải. Úm thần hóa dương dương, pháp hóa dương dương, thần hóa nhất chỉ vạn quỷ tôn kinh cấp cấp như luật lệnh. Càm cảm cấn chấn tốn ly khôn đoài đạo pháp bản vô đa nam thần toán bắc hà đô lai tam thất tự duyệt phật thế gian đa úm nhất phọc tà nhị phọc ba tam phọc quỷ nhất chất tà nhị chóc ba tam chóc quỷ tần ốc thiếp.
khen thành pháp sư đồng gia đình hiếu chủ ta lễ tam